Tin sáng 30 giây ngày hôm nay đầu tuần với những nội dung đáng chú ý. Nếu ví cuộc bầu cử tại Mỹ là một bộ phim thì đó hẳn là một phim bom tấn và cũng đã đến hồi kết với sự chiến thắng của ông Joe Biden. Tuy nhiên, đó không phải là cái kết đẹp với ông Donald Trump và việc ông thất cử cũng để lại nhiều sự tiếc nuối cho những người yêu mến ông. Và trong ngày nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ vào 20 tháng 1 sắp tới, chưa hẳn ông đã có mặt. Năm 2020 đã đi qua với bao biến động, thiên tai dịch họa có đủ cả và cũng là một năm kết thúc, một thập kỷ nóng nhất do biến đổi khí hậu. Nằm ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, một chợ hoa lớn nhất và sáng đèn mỗi đêm, thời điểm này liên tục những chuyến hàng từ khắp các vùng trồng hoa đổ về phục vụ thị trường Tết. Phản ánh của phóng viên Tin sáng 30 giây. Những trái dưa lưới phục vụ thị trường Tết không chỉ chất lượng an toàn, mà người trồng nó còn thổi vào những giá trị thẩm mỹ mới, bắt mắt người tiêu dùng trong mùa Tết Tân Sửu năm nay. Sự khiếm khuyết một phần cơ thể đã khiến cho những người khuyết tật gặp trở lực rất lớn trong cuộc sống. Thấu cảm được những hoàn cảnh khó khăn ấy, một nhóm từ thiện đã sáng chế ra những chiếc xe ba bánh điện với chi phí vô cùng tiết kiệm mà bất cứ người khuyết tật nào cũng có thể tiếp cận được. Câu chuyện nhân văn này trong Lan tỏa 30 giây hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dậy sớm và đồng hành cùng Tin sáng 30 giây trong năm 2021. Mẫu Sơn là một quần thể gồm 80 ngọn núi lớn nhỏ, ngọn cao nhất là Phiapo, cao 1.541m so với mực nước biển, nằm ở phía đông bắc tỉnh Lạng Sơn, cách thành phố Lạng Sơn 30km. Quanh các ngọn núi đều có nhiều ao hồ, thác ghềnh quanh năm đầy nước. Giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Dao, Nùng, Tày ở nơi này luôn được duy trì và phát huy, thể hiện qua các sản phẩm ẩm thực độc đáo có tính chất rất riêng của Lạng Sơn và đồng bào dân tộc, như rượu trắng Mẫu Sơn, mật ong, đào Mẫu Sơn, chanh rừng, đặc biệt là măng rầm, ớt rừng, chè tuyết, một loại chè không có hàng có luống mà là những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi trên các đỉnh núi cao quanh năm ẩn trong sương mù. Bên cạnh những giá trị về tự nhiên, Mẫu Sơn còn đặc biệt hấp dẫn bởi những giá trị về văn hóa tâm linh và bản sắc văn hóa dân tộc thuần khiết của cộng đồng các dân tộc sinh sống nơi đây. Phát triển du lịch Mẫu Sơn có ý nghĩa quan trọng không chỉ với Lạng Sơn mà còn đối với hoạt động phát triển du lịch vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ nói chung và vùng núi Đông Bắc nói riêng. Trong chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam tầm nhìn đến năm 2030, trong đó Mẫu Sơn là một trong 46 điểm đến hấp dẫn trong toàn quốc, hội tụ được các tiềm năng du lịch đặc sắc và các điều kiện phát triển thành khu du lịch quốc gia. Tú Trinh và Việt Phong xin được chào ngày mới quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi Tin sáng 30 giây ngày đầu tuần thứ hai. Như vậy là chỉ còn một tháng nữa là chúng ta đã đón Tết Nguyên Đán rồi. Đến bây giờ thì chúng tôi cũng như là quý vị cảm thấy rất là bộn bề và rộn ràng với cái không khí Tết cấp tập sắp tới, phải không chị Trinh? Và quý vị và các bạn vừa theo dõi góc nhìn trên cao, người ta ví Mẫu Sơn như là cái nơi bồng lai tiên cảnh quả không sai, là bởi vì ở nơi đây ngày càng có nhiều du khách ghi Mẫu Sơn vào hành trình trải nghiệm của mình. Và mới đây thì trong cái chiến dịch quảng bá du lịch Việt Nam đi để yêu thì tôi nghĩ Mẫu Sơn đáng là một nơi để đến, để đi và để yêu. Đúng vậy anh Phong, và thưa quý vị, quả thật thì Việt Nam của chúng ta ở mỗi vùng miền đều có những cái giá trị thắng cảnh và văn hóa rất là phong phú, rất là khác nhau. Và nhắc đến Mẫu Sơn thì mấy ngày này tôi cũng thấy rằng là có rất nhiều du khách đã đổ về đây để muốn chứng kiến cái cảnh tượng băng giá, một cái cảnh rất là ngoạn mục của mùa đông trên vùng núi cao. Đẹp thì có đẹp, tuy nhiên có vẻ như là cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống bà con vùng núi cao, đúng không anh Phong? Đúng vậy chị ạ. Và rét đậm rét hại đã làm cho mùa màng cây trồng vật nuôi của bà con nơi đây thiệt hại khá là nghiêm trọng. Và lúc này thì người dân ở các vùng cao như là Sapa, Lào Cai, Mẫu Sơn, Lạng Sơn hay là Yên Tử, Quảng Ninh, nền nhiệt cũng đang xuống thấp. Thì chúng ta thấy rõ hai mặt của nó, là bên cạnh cái việc mà có băng tuyết thì tạo nên cái sự thú vị và lạ lẫm cho những du khách như chúng ta. Tuy nhiên đối với người dân bản địa và đặc biệt là đối với người nông dân thì đó là một nỗi lo. Vâng, và theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì tình hình rét đậm rét hại tại vùng núi cao cũng đang có diễn biến hết sức là phức tạp. Và chúng tôi sẽ thông tin chi tiết ở phần trước khi ra đường của Tin sáng 30 giây đầu tuần ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì hãy tiếp tục giữ tín hiệu để đến với 30 giây quốc tế bắt đầu chương trình ngày hôm nay quý vị nhé.
Kính thưa quý vị và các bạn, những ngày qua sau khi mà cuộc bạo động tại tòa nhà Quốc hội nổ ra thì rất nhiều chính trị gia cả Dân Chủ lẫn Đảng Cộng Hòa, cả tư pháp lẫn lập pháp đang kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence kích hoạt tu chính án thứ 25 trong hiến pháp để phế truất Tổng thống Trump. Và tu chính án 25 cho phép thay thế Tổng thống nếu không đáp ứng được các yêu cầu về sức khỏe, thể chất, tinh thần hoặc có những hành vi phạm pháp. Họ cho rằng ông Trump đã phạm pháp khi các dòng tweet của ông trực tiếp thúc đẩy các vụ biểu tình và bạo lực. Ngoài ra, họ cũng cho rằng những ngày cuối nhiệm kỳ sẽ ông Trump có thêm các hành động khó lường khác. Tuy nhiên mới đây thì Phó Tổng thống Mike Pence, người có vai trò quyết định việc tu chính án 25 có được phép kích hoạt hay là không, thông qua các trợ lý và các nhân vật thân cận, đã lên tiếng bác bỏ khi lo ngại động thái trên sẽ làm khủng hoảng chính trị tại Washington thêm trầm trọng. Thưa quý vị, sau khi Quốc hội chứng thực chiến thắng cho ông Biden, Tổng thống Trump đã cam kết một cuộc chuyển giao quyền lực có trật tự sẽ được diễn ra. Và tuy nhiên, ông Trump vẫn từ chối chấp nhận thất bại và không có ý định sẽ đến dự lễ nhậm chức của Tổng thống mới. Và mới đây, thì một cá nhân thân cận với Phó Tổng thống Mike Pence cho biết rằng là ông Mike Pence dự tính sẽ tới lễ nhậm chức ông Biden và bà Kamala Harris vào ngày 20 tháng 1 thay cho ông Trump. Trong lịch sử nước Mỹ, thì việc các quan chức chính quyền trước như Tổng thống và Phó Tổng thống tới dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm là một nghi thức và biểu tượng quan trọng, thể hiện tình đoàn kết và tính liên tục trong điều hành quốc gia. Trong nhiệm kỳ của mình, một thành tựu đối ngoại lớn của Tổng thống Donald Trump là khiến nước Mỹ và thế giới bàng hoàng nhận ra từ trước đến nay Trung Quốc đã nguy hiểm như thế nào. Tuy nhiên, những biện pháp mạnh tay của Tổng thống Trump lại rất ít phát huy tác dụng. Chúng không hề làm cho các doanh nghiệp của Trung Quốc yếu đi, cũng không làm chính sách của Trung Quốc bớt hung hãn hơn, thậm chí là còn ngược lại. Theo một số chuyên gia, điều này đến từ hai nguyên nhân. Thứ nhất là các trừng phạt không nhận được sự ủng hộ từ những nước đồng minh. Thứ hai là trong lòng nước Mỹ, các tập đoàn lớn cũng không hoàn toàn ủng hộ do ảnh hưởng tới lợi nhuận và công việc kinh doanh của họ ở Trung Quốc. Chính phủ mới của ông Biden phải rút ra các bài học kinh nghiệm. Thứ nhất là phải liên kết các đồng minh. Thứ hai là về mặt pháp lý phải minh bạch và mạnh mẽ hơn trước các vi phạm của Trung Quốc để huy động sự ủng hộ từ các doanh nghiệp trong nước để họ sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi khi chống lại Trung Quốc. Và sẽ được tiếp nối với các thông tin quốc tế đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, dịch vụ biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu cho biết là năm 2020 và năm 2016 là hai năm nóng nhất được ghi nhận, kết thúc một thập kỷ nóng nhất trên toàn cầu khi tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Riêng ở lục địa châu Âu đã trải qua năm 2020 nóng kỷ lục, trong khi Bắc Cực chứng kiến băng tan và nồng độ carbon dioxide trong không khí quyển tiếp tục tăng lên. Biến đổi khí hậu còn đang góp phần gây ra các cơn bão dữ dội hơn, hỏa hoạn, lũ lụt và các thảm họa khác. Các nhà khoa học cho biết dữ liệu mới nhất đã nhấn mạnh sự cần thiết các quốc gia và tập đoàn lớn phải nhanh chóng cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính để tránh biến đổi khí hậu trở nên thảm khốc hơn. Các nhà khoa học cảnh báo chúng ta không còn nhiều thời gian để mất. Những ngày tản bộ vào sân bay, scan nhiều hộ chiếu, rồi nhảy lên máy bay và bay lên bất kỳ nơi đâu mình thích. Giờ đây đã trở thành một ký ức xa xăm. Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi điều kiện du lịch và có khả năng kéo dài trong nhiều thập kỷ tới. Các quốc gia trên toàn thế giới đang bước vào giai đoạn phong tỏa mới, nhưng mọi người vẫn mong chờ đến khi hạn chế được dỡ bỏ để ít nhất lại được đi đâu đó. Chỉ số hộ chiếu Henley đo lường những hộ chiếu thân thiện với du lịch nhất thế giới vừa công bố báo cáo mới nhất bao gồm danh sách các hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Theo đó, thì Nhật Bản đứng đầu danh sách khi người mang passport nước này được miễn thị thực tại 191 điểm đến trên khắp thế giới. Singapore đứng ở vị trí thứ hai với 190 điểm đến miễn thị thực. Hàn Quốc và Đức cùng đứng ở thứ ba với 189 điểm đến miễn thị thực. Xa hơn một chút trong top 10 là New Zealand, Úc. Ngược lại, danh sách hộ chiếu tệ nhất bao gồm Triều Tiên, Nepal, Pakistan, Iraq và Afghanistan. Thưa quý vị, một chú hổ có màu trắng tuyệt đẹp và hiếm gặp vừa được sinh ra ở vườn thú quốc gia Nicaragua. Chú thuộc dòng dõi hổ Bengal và có tên là Nieves, có ý nghĩa là tuyết rơi trong tiếng Tây Ban Nha. Hiện tại do hổ mẹ không có đủ sữa nên bà Marina, vợ của giám đốc sở thú, đang chăm sóc Nieves. Mỗi ngày bà Marina cho Nieves uống sữa 3 lần. Hổ trắng Bengal là loài vô cùng hiếm gặp, được biết đã không còn tồn tại ngoài tự nhiên, giờ chỉ còn trong các cơ sở bảo tồn và nuôi nhốt. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh thì có lẽ là không ai không biết đến một ngôi chợ ở quận 10 nói riêng cũng như thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Nơi đây được xem là một Đà Lạt thu nhỏ tại lòng thành phố Hồ Chí Minh, thì anh Phong có biết ngôi chợ này là chợ gì không? Khi mà chị vừa cất lời thì tôi cũng đã mường tượng ra, bởi vì ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ có một ngôi chợ hàng hóa
rất đặc biệt, đó là hoa tươi từ khắp các nơi đổ về, đó là chợ hoa Chợ Sĩ lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh tính đến thời điểm hiện tại. Và dịp cận Tết thì cũng chính là lúc chợ hoa Hồ Thị Kỷ nhộn nhịp nhất trong năm. Và năm nay thì tình hình buôn bán của các tiểu thương tại đây như thế nào? Sau đây chúng ta sẽ đến với ghi nhận của phóng viên Thanh Tổng. Thưa quý vị, còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, nhưng không khí náo nhiệt tại một trong những chợ hoa lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh đã hết sức sôi động. Thu mình giữa những con hẻm nhỏ của con đường cùng tên, chợ hoa Hồ Thị Kỷ có hơn 30 năm tuổi đời, được nhiều người ví von là chợ không ngủ, bởi chợ này hoạt động cả ban ngày lẫn ban đêm. Theo ghi nhận của chúng tôi, càng gần dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, không khí ở nơi đây vẫn giữ được sự náo nhiệt thường thấy khi người người nhà nhà đến đây để chọn cho mình những bó hoa tươi thắm nhất. Tuy nhiên, nếu nhìn lại cách đây một vài năm trước, lượng khách đến chợ đã vắng đi khá nhiều, sức mua cũng yếu hơn, ít còn thấy các đôi bạn trẻ hay các gia đình đi vào chọn hoa. Thay vào đó, một tiểu thương ở đây cho biết, hiện đa phần chỉ nhận các đơn hàng bán sỉ giao cho các cửa tiệm ở những nơi khác, chợ đơn bán lẻ cũng giảm đi ít nhiều. Lý do được chủ tiệm này đưa ra là vì Covid-19 tác động. Năm nay thì dịch Covid á, thì nó cũng ảnh hưởng một chút thị trường về ngành hoa. Nhưng mà Việt Nam mình thì nói riêng á, là cũng không ảnh hưởng Covid nhiều lắm. Cho nên là chị thấy thị trường năm nay thì nó cũng ít hơn mọi năm. Chia sẻ về xu hướng hoa được ưa chuộng trong thời điểm cận Tết, chị Thoa cũng cho biết, tuy lượng khách có thể giảm, nhưng chợ vẫn nhập về các loại hoa mới với đủ kích thước và màu sắc. Loại hoa ưa chuộng nhất là Tết là người ta hay trưng đào, ngũ tầm xuân và hoa lan hồ điệp thì cũng như mọi năm thôi. Thường những cái hoa đấy là người ta trưng nhiều nhất. Rồi có cả hoa mai Mỹ và đào đồng đỏ của nước ngoài nhập về nữa. Càng về khuya, khi mà thành phố chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc dòng người hối hả đổ về chợ để tìm những bó hoa tươi nhất, đẹp nhất trước khi trời sáng. Vào thời điểm này, hoa liên tục được tập kết từ Đà Lạt và các tỉnh miền Tây về nơi đây. Dưới ánh đèn vàng, những tiếng cười nói giòn tan của các anh đang dỡ những thùng hoa, cứ thế chan hòa vào nhau để xua tan sự mệt mỏi và vất vả. Tất cả đã tạo nên một khu chợ sôi động, mang đến một nét riêng biệt mà không một ngôi chợ nào có thể có được. Đến với các thông tin tiếp theo, thưa quý vị, Trung tâm Thông tin Du lịch Tổng cục Du lịch vừa mới phát động chương trình quảng bá du lịch Việt Nam đi để yêu nhằm tiếp tục triển khai chương trình du lịch Việt Nam an toàn hấp dẫn do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động, đồng thời phát huy kết quả đạt được của du lịch Việt Nam trong năm 2020. Việt Nam đi để yêu là chương trình quảng bá du lịch dựa trên nền tảng số YouTube với sự góp mặt của nhiều nhà sáng tạo nội dung YouTube nổi tiếng như Khoai Lang Thang, Chân La Cà, Fly Around Việt Nam, Hờ Henier, v.v. Đây cũng là những nhân vật trải nghiệm đóng vai trò như một thuyết minh viên du lịch trực tuyến, khám phá về văn hóa, ẩm thực, con người và thiên nhiên Việt Nam. Sau mỗi chuyến đi, các nhân vật trải nghiệm sẽ chia sẻ video trên kênh YouTube cá nhân, đồng thời cũng được chia sẻ trên kênh YouTube chính thức của Tổng cục Du lịch. Các video clip trải nghiệm đăng tải trên YouTube sẽ góp phần quảng bá du lịch Việt Nam qua những thước phim sống động và cảm xúc chân thật, từ đó lan tỏa vẻ đẹp, tấm lòng hiếu khách và tình yêu quê hương đất nước đến với đồng đảo du khách. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thông tin hiện nhiều sản phẩm du lịch đêm của Thành phố Hồ Chí Minh đang hấp dẫn du khách như là các tuyến du lịch ngắm sông Sài Gòn, kênh Nhiêu Lộc về đêm, các hoạt động du lịch văn hóa buổi tối tại các tuyến phố đi bộ Bùi Viện, Nguyễn Huệ, tuyến phố đi bộ kết hợp mua sắm ẩm thực khu vực Kỳ Đài, Quang Trung, quận 10, khu vực chợ đêm và phố đi bộ kết hợp với các hoạt động về đêm của công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11, quảng trường Nhạc Nước, Hòa Bình Square, quận Gò Vấp. Ngoài ra, một số tuyến phố chuyên kinh doanh buổi tối ở nhiều quận huyện khác cũng thu hút du khách như là phố ẩm thực, phố Đông Y, phố Vàng Bạc, Đá Quý Trang Sức, phố Lồng Đèn. Sở Du lịch đã đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện 4 nhóm giải pháp để định vị Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm về các hoạt động ban đêm trong 2 năm tới. Dự kiến là đến năm 2025, tổng doanh thu của ngành du lịch thành phố sẽ đạt 14,1 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, vừa qua 162 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia cuộc thi Văn hay chữ tốt do Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Điều đặc biệt của cuộc thi năm nay đó là các bạn học sinh được trải nghiệm ngắm nhìn thành phố trên chuyến tàu cao tốc và tham gia cuộc thi ngay tại bến Bạch Đằng, quận 1. Thông qua phương thức tổ chức đặc biệt này, ban tổ chức mong muốn khơi gợi cảm xúc, suy nghĩ của các em về thành phố nơi mình đang sống, có được nguồn cảm hứng và ngữ điệu để sáng tạo văn chương phục vụ cho việc học tập của các em.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, giá chuối khô ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau tăng mạnh do số lượng sản phẩm của người dân làm ra không đủ để cung cấp cho thị trường, đặc biệt là vào thời điểm gần Tết, lượng hàng tiêu thụ được nhiều. Những người làm nghề ép chuối khô cho biết, chưa năm nào giá chuối khô tăng cao như năm nay. Hiện tại, chuối khô sản xuất theo kiểu truyền thống có giá từ 20.000 đến 25.000 đồng một kg. Chuối khô sản xuất bằng lò sấy có giá từ 40.000 đến 45.000 đồng một kg, tăng gấp đôi so với thời điểm này năm trước. Nguyên nhân giá chuối khô tăng cao là do năm 2020, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, hết đợt nắng hạn kéo dài rồi đến mưa lớn gây ngập úng, nên nhiều diện tích trồng chuối bị thiệt hại. Người làm nghề ép chuối khô thiếu hụt nguồn nguyên liệu sản xuất. Theo nhận định của người dân, trong vài ngày tới, giá chuối khô có thể sẽ tiếp tục tăng do những tháng cuối năm, nhu cầu của các cơ sở sản xuất bánh kẹo tăng cao nhằm đảm bảo nguồn hàng phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Thưa quý vị, thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang tất bật chuẩn bị áo mới cho nhiều loại nông sản Tết. Tại Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, nơi cung cấp hơn 4.000 trái dưa lưới sạch cho thị trường Tết, đơn vị đang ráo riết khắc chữ thư pháp theo đơn đặt trước của khách hàng. Theo ông Dương Minh Sang, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn xã Long Thuận, phục vụ thị trường Tết năm nay, Hợp tác xã cung cấp 4.000 trái dưa lưới sạch, trong đó có 300 cặp dưa lưới khắc chữ thư pháp đã được đặt hàng trước. Mỗi trái dưa lưới khắc chữ có trọng lượng hơn 1,2 kg, chủ yếu là chữ tài, lộc, phú quý. Cùng với đó là các logo họa tiết theo ý khách hàng. Mỗi cặp dưa lưới có giá 400.000 đồng. Bên cạnh đó, hợp tác xã cũng ký kết với các đơn vị đối tác tiêu thụ dưa lưới Tết với giá dao động từ 40 đến 45.000 đồng một ký. Thưa quý vị, mấy ngày nay, đỉnh Mẫu Sơn ở Lạng Sơn xuất hiện băng giá khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Đây là lần thứ hai trong mùa đông năm nay. Hiện tượng này xảy ra tại Mẫu Sơn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ quan trắc trên Mẫu Sơn lúc 6 giờ sáng của ngày 7 tháng 1 là âm 1,4 độ C. Đây là mức nhiệt thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay. Trong đợt rét này, không khí lạnh mang theo nhiều hơi ẩm nên băng giá dễ xuất hiện. Chuyên gia khuyến cáo người dân ở vùng nên phun nước cho cây trồng vào sáng sớm để giảm hiện tượng này. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo rét đậm rét hại sẽ còn ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe con người cũng như là vật nuôi. Khi nhiệt độ trung bình dưới 13 độ C, cây cối sẽ ngừng sinh trưởng, do đó băng giá và sương muối sẽ gây hại cho cây trồng. Do nằm ở vùng núi cao, Mẫu Sơn thường xuyên ghi nhận mức nhiệt thấp nhất của miền Bắc. Trước đó, trong đợt rét ngày 1 tháng 1, băng giá cũng phủ một lớp mỏng trên đỉnh núi. Các vùng núi cao trên 2.000 m khả năng xuất hiện mưa tuyết. Đỉnh Mẫu Sơn ở Lạng Sơn có thể xuất hiện băng giá dày hơn khi nhiệt độ tiếp tục xuống thấp. Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi chúng ta ai cũng muốn có một phương tiện để phục vụ cho việc đi lại của mình được thuận lợi và dễ dàng hơn. Và đối với những người khuyết tật thì mong muốn khao khát đó lại càng nhiều hơn nữa. Và hiểu được những khó khăn đó thì đã có những nghiên cứu sáng chế ra chiếc xe ba bánh để phù hợp với việc di chuyển của người khuyết tật. Đúng vậy thưa quý vị, và trong Lan tỏa 30 giây của Tin Sáng ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tìm hiểu về dự án sáng chế xe điện dành cho người khuyết tật của quỹ từ thiện Bông Sen. Đã có lần bạn bắt gặp những người khuyết tật phải oằn mình trên những chiếc ván gỗ hay gắn gượng trên những chiếc xe lăn để vượt qua các ngã đường. Với mong muốn tạo ra một phương tiện phù hợp và hữu ích để giúp đỡ những người khuyết tật, quỹ từ thiện Bông Sen đã bắt đầu hành trình nghiên cứu và chế tạo ra mẫu xe ba bánh điện tiện ích hơn cho những người khuyết tật. Sau một thời gian dài nghiên cứu, thử nghiệm nhiều linh kiện cả trong và ngoài nước, nhóm sáng chế của quỹ từ thiện Bông Sen đã tạo ra chiếc xe có chất lượng, hiệu quả cao và giá thành tiết kiệm nhất. Không chỉ vậy, để hỗ trợ tối đa cho người khuyết tật, quỹ quyết định bán chiếc xe trên với 2% giá thành sản xuất. Và 5 người đầu tiên ở trung tâm chấp cánh đã may mắn mua được chiếc xe này với giá chỉ 300.000 đồng. Dạ, em rất vui vì nhận được xe có thể là phương tiện đi lại dễ dàng, giúp cho em đỡ tốt hơn, dễ dàng hơn và tiện hơn. Ngày phải nói là mình cảm thấy xúc động và rất vui. Nói chung là không riêng gì mình đâu mà những anh em khuyết tật mà nhận được cái món quà về thật là ý nghĩa. Nó mang lại giá trị, thứ nhất là không phải tinh thần nhưng mà gì vật chất rất là lớn. Đó, giúp đỡ được cho anh em khuyết tật là có một cái phương tiện di chuyển, tức là mình hỗ trợ cuộc sống của mình rất là nhiều. Nhưng mình cũng thay mặt cho các anh em cuộc sống cảm ơn quỹ từ thiện. Được biết, trong thời gian tới, dự án sẽ sản xuất thêm nhiều chiếc xe ba bánh điện để giúp thêm nhiều người khuyết tật được di chuyển thuận tiện hơn. Những chiếc xe mang cả tấm lòng như thế là phương tiện và góp phần động viên người khuyết tật mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh để mưu sinh vui sống.
Thời tiết vào đầu tuần này như thế nào? Sau đây quý vị và các bạn hãy đến với phần cảm nhận của chị Thanh Kiều. Dạ vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, những ngày này không khí lạnh mạnh đã gây ra rét đậm rét hại ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Bên cạnh đó thì còn khiến cho một số tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi mưa, mưa vừa, mưa to. Ngoài ra thì tình hình rét đậm rét hại ở những cái vùng núi cao cũng đã xuất hiện tình hình băng giá. Thưa quý vị, bên cạnh đó ở các khu vực Nam Trung Bộ cũng bị ảnh hưởng bởi tình hình rét đậm rét hại. Do đó thì chúng ta ngoài cái việc mà chuẩn bị những cái trang phục giữ ấm cho cơ thể thì chúng ta cũng luôn nhớ là hãy uống thật nhiều nước ấm, trà gừng và bên cạnh đó là bổ sung những cái chất dinh dưỡng để cơ thể chúng ta có được sức khỏe để chống chọi qua mưa rét đậm rét hại này. Ngoài ra thì ở cái khu vực ngoại thành thì chúng ta cũng cần lên phương án để mà bảo vệ cây trồng vật nuôi, đặc biệt là chúng ta nên phủ ni lông ở những cái mạ mới vừa được gieo để bảo vệ cái vụ đông xuân năm 2021. Thưa quý vị, thì bên cạnh đó cũng có một thông tin vui, đó là ở tại thành phố Hà Nội, sau một tuần mà ghi nhận cái chất lượng không khí ô nhiễm rất nghiêm trọng bởi vì hoạt động sản xuất, khí thải, giao thông vận tải, thì cho đến nay nhờ cái đợt rét đậm rét hại này nên khiến cho cái đã khuếch tán được cái bụi mịn, do đó thì cái chất lượng không khí ở thủ đô đã được cải thiện. Xin được phép chuyển sang những thông tin về tình hình giao thông. Thưa quý vị, chỉ còn gần hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Tuy nhiên, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì hàng trăm rào chắn xây dựng công trình vẫn tồn tại trên nhiều tuyến đường, trong đó có những tuyến đường trọng điểm, do đó đã gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông. Trước tình hình này thì Sở Giao thông Vận tải cũng đã ra thông báo yêu cầu các công trình đào đường phải tạm dừng trước Tết Nguyên Đán 2021. Thanh Kiều, FBC đang cảm nhận trực tiếp thời tiết cho Tin Sáng 30 giây. Xin được cảm ơn phần cảm nhận thời tiết của chị Thanh Kiều. Quả thật là thời tiết vào thời điểm cuối năm thì rất là dễ chịu, đúng không chị Trinh? Và đặc biệt là ở khu vực mà chúng tôi đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, cảm nhận được cái se lạnh của buổi sớm để bắt đầu một ngày mới, để khởi đầu một ngày mới với bao nhiêu là công việc phải hoàn tất để chúng ta kịp đón Tết Nguyên Đán chỉ còn một tháng nữa thôi. Và hy vọng rằng quý vị sẽ có một năng lượng tích cực nhất để bắt đầu một tuần mới với những cái công việc của mình suôn sẻ và hiệu quả nhất. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào Tin Sáng 30 giây ngày mai vào lúc 6 giờ sáng trên các nền tảng trực tuyến của kênh FBNZ. Việt Phong và Thúy Trinh chào tạm biệt quý vị.